băng nhóm Đường Nhuệ dưới danh nghĩa công ty bất động sản Đường Dương gần như làm mưa làm gió trong hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong nhiều năm trở lại đây, băng nhóm Đường Nhuệ dưới danh nghĩa công ty bất động sản Đường Dương gần như làm mưa làm gió trong hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình với nhiều chiêu trò, thủ thuật gây bức xúc, sợ hãi cho chính quyền lẫn người dân. Ngày 15 tháng 4, nguồn tin Thanh Niên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình và hàng loạt trung tâm phát triển quỹ đất các huyện để làm rõ về hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay có liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ. Chỉ đấu giá đất vàng công ty bất động sản Đường Dương do bà Nguyễn Thị Dương, vợ Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, làm giám đốc, có trụ sở tại 366 Lê Quý Đôn, trung tâm TP Thái Bình. Đây cũng là nơi làm nên tên tuổi của đại gia Đường Nhuệ bởi cặp vợ chồng này liên tục lên mạng xã hội khoe tiền, khoe đất và đi làm từ thiện với tư cách là một doanh nhân thành đạt. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty bất động sản Đường Dương bắt đầu từ năm 2015 và chủ yếu dựa vào việc đấu giá đất, sau đó bán lại cho người khác để kiếm lời. Hầu như các cuộc đấu giá đất nào trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng đều có bóng dáng của vợ chồng Đường Nhuệ. Và sau mỗi đợt đấu giá, cặp vợ chồng này cũng không ngại ngần tung lên tài khoản Facebook cá nhân những hình ảnh khoe hàng sắp giấy tờ thủ tục chứng nhận chúng đấu giá tại các vị trí đắc địa có giá trị từ vài tỷ cho đến hàng chục tỷ đồng. Theo phản ánh của nhiều cán bộ tại các trung tâm phát triển quỹ đất, khi đấu giá đất, vợ chồng Đường Nhuệ chỉ chọn lô đẹp, còn lô nhỏ hay vị trí không đắc địa thì bỏ qua. Tài liệu của Thanh Niên thu thập tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản cho thấy trong năm 2019, vợ chồng Đường Nhuệ đã đấu trúng nhiều lô đất có giá trị lớn. Trong đó, chỉ tính riêng đợt đấu giá khu tái định cư Đồng Lôi, TP Thái Bình vào tháng 9 năm 2019, Đường Nhuệ đã đấu trúng 10 lô đất, trị giá mỗi lô đều trên 2 tỷ đồng. Đối với những đấu giá đất giản dân, đất chuyển đổi quỹ đất 5% để lấy kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại các huyện Đông Hưng, Kiến Sương, cặp vợ chồng này cũng liên tục đấu trúng, ngoài các lô đất lẻ còn cả khu đất lớn. Trong nhiều cuộc đấu giá đất tại địa phương, vợ chồng Đường Nhuệ hầu như ôm hết các lô đất được đưa ra đấu giá, đơn cử. Tại cuộc đấu giá đất tại xã Lô Giang, Hát Đông Hưng, đầu năm 2019, chỉ có 25 lô đất được bán ra nhưng vợ chồng Đường Nhuệ đã đấu trúng tới 20 lô. Tới tháng 4 năm 2019, vợ chồng Đường Nhuệ cũng tiếp tục đấu trúng 7 lô đất khác trên địa bàn xã này. Trước đó, năm 2018, vợ chồng Đường Nhuệ đấu trúng 24 lô đất khác tại xã Đông Phương, Hát Đông Hưng. Theo diện trên, những cơn ác mộng đấu giá, việc vợ chồng Đường Nhuệ chúng đấu giá đất vàng và cách thức thực hiện của họ đã được nhiều cán bộ chính quyền và người dân mô tả như một cơn ác mộng kinh hoàng.